Công an phường Hòa Hải, quận Oanh Sơn tổ chức ký cam kết và bàn giao người vi phạm pháp luật cho các hộ đoàn thể ở địa phương quản lý giúp đỡ. Hơn 40 đối tượng là thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật, chấp hành án phạt tù trở về địa phương đã được công an phường thống kê lên danh sách, bàn giao cho các hội đoàn thể phường như đoàn thanh niên, bộ đội biên phòng, dân quân thường trực, hội cựu chiến binh phường có kế hoạch tổ chức giúp đỡ, tạo công an việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Cùng với đó, các thanh niên, người từng vi phạm pháp luật cũng cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và địa phương. Dịp này, Công an phường Hòa Hải đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho số đối tượng thanh thiếu niên trong diện quản lý có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.